Chị Nhung này, đêm ngày hôm qua thì tại Trung Bộ đã có mưa lớn xuất hiện trở lại rồi. Thì không biết rằng là ngày hôm nay diễn biến tình hình thời tiết sẽ như thế nào? Vâng, anh Trung Kiên và quý vị khán giả, mưa đã xuất hiện tại Bắc Trung Bộ kể từ đêm ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay. Dự báo là đợt mưa này thì sẽ còn kéo dài trong hôm nay và cả ngày mai. Mưa sẽ xuất hiện dọc từ Nghệ An vào tới Quảng Ngãi, và đáng lưu ý là khu vực từ Quảng Bình tới Quảng Trị sẽ có lượng mưa lớn nhất, có nơi trên 200 mm. Mưa dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn nên có thể xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Chính vì vậy nên bà con ở khu vực vùng núi cần đảm bảo các phương án an toàn cho tính mạng và tài sản. Mưa lớn cũng sẽ xuất hiện tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa nhiều cục bộ, bên cạnh sấm sét, gió giật thì quý vị cũng cần lưu ý với hiện tượng ngập úng tại các khu vực trũng thấp đô thị. Vậy còn đối với thời tiết miền Bắc thì sao? Vâng, sau 2 ngày nghỉ cuối tuần với thời tiết tương đối là mát mẻ, dễ chịu thì ngày hôm nay nhiệt độ tại miền Bắc được dự báo là sẽ tăng trở lại. Đến giữa trưa và đầu giờ chiều thì nhiệt độ sẽ ở trong khoảng là từ 27 đến 29 độ. Và có lẽ là khi đi ra ngoài trời vào khoảng thời gian này thì quý vị cũng cần có các biện pháp tránh nắng. Vì trời thì tuy nhiệt độ không phải ở mức cao, thế nhưng dự báo là nắng có thể sẽ khá mạnh.